Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân vận động Wembley của thành phố London để theo dõi chương trình bình luận trực tiếp môn thể thao vua của đài truyền hình Fightback. Trong trận đấu ngày hôm nay, trọng tài Howard Webb được bổ nhiệm sẽ là người cầm còi, và cùng với đó là hai trọng tài biên ông Mick Cannon và trọng tài nữ Sian Massey, trọng tài bàn là ông Jack Colin. Rất vui khi được đồng hành cùng với nhân vật bên cạnh tôi đây. Chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi Kiên Đắc Kỳ sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này, và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Đường chọc khe. Cản phá rất quyết liệt. Chuyền bóng vào trong. Pha dứt điểm không tốt. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Một quả ném biên ở vị trí khá thuận lợi. Mason Mount. Lallana. Đã có một pha phạm lỗi. Kante. Chuyền bóng tốt. Phòng thủ rất hay. Sẽ có một quả ném biên. Phòng thủ rất tốt. Sẽ có một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Dứt điểm. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Họ đang chờ Emerson không biết mệt mỏi. Kante. Aspilicueta. Pulisic. Đường chọc khe. Sẽ có một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Lallana. Cơ hội để phản công. Pulisic. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Chuyền vào. Rất nguy hiểm. Có thể nói thời tiết cũng là một yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của những trận đấu, đòi hỏi tính quyết liệt và căng thẳng. Rất tốt. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Chuyền vào trong. Dứt điểm đi. Wow. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Bàn thủ đã chơi không thực sự tốt, và cái giá mà họ phải trả là một bàn thua rất đáng tiếc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn.
đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước. Và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Các trung vệ đang thi đấu rất ổn định. Chuyền bóng rất ổn. Không được. Hiệp 2 đã bắt đầu. Và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Một cú sút không vào. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Chuyền vào. Pha dứt điểm không tốt. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền từ cánh và trung lộ. Jorginho. Đường chuyền chuẩn xác, rất nhịp nhàng. Jorginho. Rudiger. Đường cho khe. Đường chuyền không thật sự tốt. Danny Welbeck. Alana. Danny Welbeck. Chuyển vào trong. Rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback Cộng 1 hoặc Fightback Phong Cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Barkley. Cặp bóng rất dễ dàng. Tình huống chơi bóng vào trong. Đánh đầu. Phòng thủ rất tốt. Kante. Sae. Timo Werner. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.